Xin chào các bác, xin chào anh em. Anh em có thể thấy đây là một thớt đồ chơi của dòng Onkyo size ngắn anh em nhé. Đang sẽ tắt điện đi để anh em nhìn thấy nó sáng đèn rất là đẹp mắt luôn. Đó. Bề ngang là 38, nó thích hợp đặt vào những con double size ngắn cỡ nhỏ của dòng Chio hoặc dòng Pioneer. Nó sẽ bắt kênh đài là 89, 90, 91. Nó đẹp gần như mới tinh luôn anh em ạ. Đẹp gần như mới tinh. Nó nhỏ nhỏ bề ngang nhưng mà nó lại cực kỳ nặng. Bởi vì bên trong nó gấu, bên trong nó gấu hơn cả một con double cổ về nội thất. Đó. Đẹp không điểm chê anh em nhé. Giá 1 triệu cho anh em chơi. Nghe đài tần số 89, 90, 91. Đó. Điện 100V. Sản xuất tại Nhật. Chio 5500 thớt đài. Để anh em lấy tín hiệu radio kênh đài ra. Đẹp không tì vết luôn. Bề ngang là 38, anh em có thể đặt vào âm ly 38 hoặc 40 đều được. Bởi vì có những dòng âm ly nó có kích cỡ như thế này.